Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cơn ngơi đáng nể của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc. Không chỉ sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nghệ sĩ Xuân Bắc còn có gia đình viên mãn cơ ngơi khủng tại Hà Nội. Sau nhiều năm làm việc cực lực, nghệ sĩ Xuân Bắc không chỉ tìm được chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn sở hữu khối tài sản giá trị. Trong đó, cơ ngơi tọa lạc tại ngoài ô Hà Nội của Nam Tàu nhiều lần khiến người hâm mộ suýt xoa khi chiêm ngưỡng. Cơ ngơi đáng ngưỡng mộ tại Hà Nội. Năm 2018, nghệ sĩ Xuân Bắc từng khiến nhiều người bất ngờ khi công khai biệt thự nhà vườn tại ngoại ô Hà Nội. Để có không gian sống lý tưởng này, nam MC đã phải đầu tư nhiều tiền bạc và thời gian. Được biết, căn biệt phủ xây dựng hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, ngôi nhà gồm 2 tầng với không gian xung quanh rộng rãi, có hồ cá lớn, trồng nhiều cây xanh, cỏ và cây ăn quả. Nhờ đó, căn biệt thự tạo cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên và là không gian thư giãn của gia đình Xuân Bắc. Dù không trực tiếp khoe độ giàu có, song việc nam MC thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường cũng vô tình để lộ rõ hơn những chi tiết trong nơi này. Trước khi có dịch, Xuân Bắc vẫn thường mời những đồng nghiệp thân thiết đến chơi cùng nhau mở tiệc và trò chuyện. Trong bối cảnh dịch có diễn biến khó lường, anh dành thời gian nhiều hơn cho các con. Cũng qua những video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân của Xuân Bắc, người hâm mộ có dịp quan sát thêm không gian bên trong căn biệt phủ, đồng thời lắng nghe những câu chuyện mùa dịch vui vẻ, tích cực của gia đình nam MC. Xuân Bắc còn tận dụng nơi ở rộng rãi để con vận động, giải trí hiệu quả. Dù hiện tại có sự nghiệp vô cùng vững vàng, tuy nhiên trước khi thành công trong vai trò diễn viên hài, MC hay thậm chí lên chức giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, Xuân Bắc cũng có khoảng thời gian chật vật, phải phấn đấu rất nhiều. Năm 1998, Xuân Bắc tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, thử sức bằng các vai chính kịch. Tuy nhiên, phải đến năm 2000, anh mới có một dự án được khán giả chú ý. Xuân Bắc bắt đầu nổi tiếng hơn nhờ vai núi trong phim truyền hình ăn khách Sống ở đáy sông. Khi dần lớn sân sang hài kịch, anh mới được nhớ đến nhiều hơn. Rất may mắn, thời điểm chập chững đi diễn hài, Xuân Bắc đã được đàn anh hỗ trợ hết mình. Nam MC từng tiết lộ, chính anh Xuân Hinh là nghệ sĩ đàn anh đầu tiên đưa tôi vào đời đi diễn show hài. Ngày xưa không hiểu anh Xuân Hinh có thông tin từ đâu mà lại biết có một thằng cu tên là Xuân Bắc. Hồi đó tôi chưa có tên tuổi gì, chưa là một ai cả. Đó là khoảng năm 2000-2001, thù lao cho diễn viên khoảng 150.000 đồng trên một show diễn. Nhưng anh Xuân Hinh đã phải trả tôi mỗi đêm diễn những 300.000 đồng. Sau nhiều năm phấn đấu, đến năm 2015, Xuân Bắc khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi thông tin anh có mức cát-xê 8 tỷ đồng rầm rộ khắp mạng xã hội. Đại diện VTC Online cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin mua lại bản quyền hình ảnh, tiếng nói trong chương trình truyền hình, đuổi hình bắt chữ của Xuân Bắc với cát-xê 8 tỷ đồng để làm lại dưới dạng game. Đuổi hình bắt chữ là một game show hot trên truyền hình. Việc chuyển thể game này lên di động mang lại cơ hội cho hàng triệu người có thể cùng chơi với MC Xuân Bắc của chương trình. Chính vì vậy, con số 8 tỷ đầu tư hoàn toàn xứng đáng, phía VTC Online cho biết. Đến hiện tại, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc vẫn là một trong những gương mặt nổi tiếng được khán giả quan tâm, thậm chí thành tựu trong sự nghiệp của anh còn được cho là vượt xa hơn cả Trấn Thành, Trường Giang, bởi không phải ai cũng có một chương trình mang thương hiệu riêng mình như Xuân Bắc. Còn bạn nghĩ sao về nhân vật này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình dưới phần bình luận và cùng cập nhật những tin tức Vbiz mỗi ngày trên kênh tin tức mới nhất nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.